Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món chè bắp, đậu xanh, bột bán kim rất là đơn giản. Mà chè khi ăn á, có mùi thơm nhẹ của bắp nè, thoang thoảng mùi lá dứa, đậu xanh bùi bùi, ngon lắm luôn. Thì bây giờ mình cùng vào bếp nấu món chè này với Diễm nha. Mình sẽ đi chuẩn bị đậu xanh trước. Thì ở đây Diễm có đậu xanh đã hấp chín rồi nè. Đây là 50 g đậu xanh, Diễm ngâm trong nước nhiệt độ phòng á, từ 2 cho tới 4 tiếng, tới khi nó nở căng mọng thì mình mang mình đi hấp ha. Thì hấp á, từ khi rút nước nó sôi á, thì mình hấp 20 phút là đậu xanh chín mềm ngon. Bây giờ mình để ở đây, mình qua chuẩn bị phần bắp. Ở đây Diễm có hai trái bắp ngọt, thì mỗi trái á, sau khi lột vỏ ra rồi á, Diễm cân nó được khoảng 300 gram. Mình sẽ dùng dao bào hoặc là dao bén đó, mình cắt cái hạt bắp này thành từng cái lát mỏng nha. Cắt nhỏ như vậy á, thì Diễm thấy nấu chè nó mới ngon. Mình để to quá thì chè nó giống như nó không có kết chín lắm đó. Đây là phần bắp mà Diễm đã cắt xong, Diễm cân lại được là 300 gram. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 800 ml nước và mình nấu cho nước sôi lên ha. Khi mà nước nó sôi sùng sục á, thì mình sẽ cho bột bán kim. Thì bột bán kim á, Diễm dùng là 50 gram. Đây là cái hiệu của Diễm dùng là hiệu của Thái Lan, nó rất là nhanh mềm. Còn nếu mà mình dùng hiệu của Việt Nam thì mình nên ngâm bột bán kim trước nha. Sau đó mình cũng cho bắp vào mình nấu chung luôn. Mình khuấy và mình đợi nước nó sôi trở lại á, thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình hớt bọt nha. Khi mà hớt bọt xong rồi đó thì mình sẽ lấy nắp á, mình đậy lại và mình nấu trong vòng khoảng từ 12 cho tới 15 phút ở cái lửa nhỏ cho bột bán kim nó chín và bắp cũng vậy luôn. Trong lúc mình nấu nếu mà cái nồi nhỏ thì có thể cái bọt của bắp nó bị trào đó, mình nên canh tí xíu nha. Sau 13 phút á, thì Diễm mở ra Diễm kiểm tra, mình sẽ thấy bột bán kim á, nó đã chuyển sang màu trong và có thể ngay giữa nó còn hơi trắng nhẹ như vậy. Như vậy là được ha, mình đừng có để nó chín quá thì lúc mà mình cho đường đồ đậu xanh rồi vô nó mềm quá không có ngon. Về đường thì Diễm sử dụng đường thốt nốt là 180 g, nếu mà mình không có cân á, thì mình đếm nó khoảng 10 viên. Cho đường vào trong nồi chè và Diễm cho thêm 2 g muối á, giúp chè đậm đà hơn. Các cách đo bằng cốc hoặc là muỗng cà phê thì Diễm để ở phần miêu tả video nha. Tiếp theo mình cho hai cái lá dứa đã rửa sạch, mình cắt thành từng khúc như vậy. Và bây giờ mình giữ cái lửa làm sao cho cái chè nó sôi nhẹ và mình khuấy để đường tan. Khi mà đường tan hẳn rồi thì mình nhìn mình thấy cái bột bán kim á, nó cũng đã chuyển sang hết cái màu trong rồi. Nó chín ngon ha, không bị quá mềm. Thì mình để cái lửa lớn nha và mình cho đậu xanh vào, để lửa lớn tại vì mình nếu mình để lửa nhỏ cho đậu vào có đường đậu nó dễ bị cứng đó. Rồi mình trộn lên cho thật là đều, mình đợi chè nó sôi lại là mình nhấc khỏi bếp, nấu rất là nhanh luôn. Cách nấu như vậy thì đậu xanh nó không có bị nát nè, bột bán kim nó chín dẻo ngon mà cũng không quá mềm. Khi mà còn nóng ở trên bếp á, thì chè nó hơi loãng, nhưng mà lúc mà mình để nguội tí xíu thì chè sẽ đặc lại. Để chè ở đây, bây giờ mình sang mình làm phần nước cốt dừa. Diễm dùng nước cốt dừa lon nha, coconut milk là 400 ml. Diễm cho thêm 15 g đường ha, 2 g muối. Cái nước cốt dừa này á, mình làm cho nó có vị mặn mặn á, thì ăn sẽ rất là ngon. 5 g tinh bột bắp á, là 2 muỗng cà phê. Mình cũng có thể sử dụng bột năng. Mình khuấy ra cho bột nó tan đều rồi mình bắt lên bếp và mình để cái lửa lớn nha. Trong cái thời gian này á, thì mình luôn khuấy đều tay tránh cho nước cốt dừa nó bị cháy ở bên dưới đó. Và khi mà mình thấy nước cốt dừa nó sôi nhẹ lên thì mình hạ ngay xuống cái lửa nhỏ. Và mình cũng khuấy thiệt là đều tay trong khoảng thời gian từ 15 cho tới 20 giây. Mình sẽ được cái nước cốt dừa có cái độ sánh rất là ngon. Đây là chè mà Diễm đã để nguội được 30 phút rồi. Diễm thấy á, chè mình ăn lúc này là ngon nhất. Nếu mà mình cất vào trong tủ lạnh á, thì nó sẽ đặc hơn tí xíu. Nếu mà ai thích chè bưởi hoặc là chè táo xoạn á, thì Diễm thấy cái món chè này rất là phù hợp cho mình luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em nấu được những chén chè thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.